nhắc lại mấy cái bằng bố trúc chính phủ. Hôm nay có một số người được thông báo là vừa rồi các bạn làm khoảng được 50-60% tối đa. Lệ thì số còn có 20%. Xin lưu ý. Rồi bắt đầu làm nhiều việc. Cần theo đốt RV mũi tên đỏ chỉ nghĩ luôn tay khách của mình sai. Bây giờ nhìn như này thì nhìn định lên cái đèn gan mà đèn gan nhiễm mỡ của cái đường kẹo RV đốt của mũi gan đây. Thì ở đây có một tối tối thì cái này có phải tái phát không, thì bạn nó cái vòng tối mang ra lên tới vùng ngoại vi. Cái đường đi của cái kia nó sẽ cắt ngang cái đường chảy máu, thì chỗ này là gì, đó là thiếu máu hay là mình không nhiễm mỡ, chung là tái phát. Bây giờ nếu tái phát cần sẹo thì tái phát cơ thể nó không có lan rộng ra tới ngoài này, hiểu chưa? Phải lưu ý bao giờ cũng chung tu trú phải để ý mình nền nó là cái gì, mình nền nó đó. Trên này là nền là gan nhiễm mỡ, ít nhất là mình phải để. Thứ hai, tổn thương bên phải nghĩ gì? Nghĩ gì? Bắp xe. Chứng nó bị gì không? Chứng nó không bị gì không? Anh chỉ nói như vậy, nghĩ trong đầu em cứ ngắt là bắp xe rồi đó. Thì nếu em làm cho các tình hình này áp xe còn gì nữa không? Câu hỏi nữa, bỏ đốm đơn màu lên, giả dụ cái bên trong này nó có bài tín hiệu làm máu nữa, ví dụ vậy đúng không? Thì thực tế ra này nó là không phải là, nếu ai trả lời áp xe cũng ok, nhưng thực tế nó không phải là áp xe. Đây là một cái HCC, nó giống như ngang ngang xuất huyết ca trước hay có ca này nhân chết rồi 42 người cũng chết rồi. Đây là lòng lẫn là cả một nhóm hậu dẫn không có dễ rồi. Ca này có lòng kim vô những lưu ra máu đỏ tươi chưa giờ. Nếu nghĩ đang gan xuất huyết, gan gan xuất huyết máu có là để pha với nước trong gan có cái này có sẵn, hiểu không? Chứ không thể là máu đỏ tươi. Khi dưỡng lưu cái gì mà ra bỏ tươi đó là khác đấy, mà hiểu chưa? Nói như vậy là nó không dễ, nhưng mình nghĩ thì giống như áp xe cho thực tế không. Thứ hai, nếu là ca này áp xe lâm sàng thì bạn phải nghĩ tới gì? Nổn sốt, đúng không? Nhiễm trùng khối lớn như vậy còn nhanh không có gì hết. Nếu đây là nang ngang xuất huyết, nang ngang thì thường không có rối loạn tiêu máu như thế này, đúng không? Nếu nang ngang xuất huyết thì nhân có cái gì đau vùng bụng, túi làm nó thì dễ mà không dễ, thấy chưa? Ca này bệnh nhân bị HCC tại mặt cắt dọc gan trái, mũi tên đỏ chỉ cắt dọc gan trái, chữ A là gan trái. Đây là một cái cục vô gan này, đây là tĩnh mạch cửa, đây dây chằng tròn, chữ B là tĩnh mạch bên dưới này. Thì cái này là xâm lấn tĩnh mạch bên dưới, ung thư gan xâm lấn tĩnh mạch bên dưới là huyết khối. Dưới là do tế bào ung thư chạy dọc, được chưa? Khi có một khối u trong gan, có huyết khối mạch máu trong gan, xung quanh gan, thì ta cân. Vì cái cục này đẹp không? Mình cứ nghĩ đó là gì? Ở này là thiên nhiên chưa? Này là cái gì đó không biết. Khi có một khối u dùng nó làm tính máy, tự nhiên có xâm lấn huyết khối này như thế. Được chưa? Nhìn một thằng nó có cùng đẹp trai hiền hậu trọng giao chém, động tác trọng giao chém qua trọng hơn nó đẹp trai, quý không? Thằng ấy vậy đó, nhìn thằng này em sơ hiền lắm, nhưng mà nhìn qua cả đàn đừng tìm đấy thì thằng này lắm tức, hiểu các ví dụ chưa? Là phải cẩn trọng nha. Nên khi có cái khối trong trọng hơn tư để nó đi sang lắm là nó mật này, do nhiều nguyên nhân thì là nó mật. Cái này do gì? Nói coi, ông nói qua luôn, này không hỏi, không trả lời. Do gì? Quả wow. Thật không dây đó, tự biết. Tổn thương gan, bệnh nhân này sơ gan do rượu. Tổn thương gan này, nghĩ cái gì? Hả? Lâm sàng, bệnh nhân tới, bình thường được khám sức khỏe. Rồi, ra đây.
Đầu tiên mình nhìn gan, nhìn có vẻ rộng nhất nhưng rõ ràng cái bờ gan nó đã thấp xuống rồi, nó lún xuống rồi, bờ gan không đẹp, chứng tỏ thằng này bị sơ gan. Sơ gan như rồi có cầu u, chỉ có HCC. Rồi, mũi tên nhỏ cấu trúc là gì? Mũi tên này mặt cắt ngang, đầu dò để ngang. Đây là động mạch trên bụng, đây là động mạch trên dưới. Đi lên chia làm đôi, một cái qua trái, cái qua phải. Thì đây là động mạch tinh đạn, đây là động mạch tất, là động mạch trung. Đó. Ok. Có ai cần kẹo ngoài giờ không? Tiếp. Tổn thương ngang, cảm nghĩ. Thank you.
thì là nghe nó không nhiều khó lắm. Không biết câu là ai nữa. Mình thấy cái máy này hình như nghe ở tầng 4. Đây vô cái hàng tốt, kiếm thằng nào một cầm. Cầm vô thì tôi đi cửa trước, đi cửa sau, cầm tiếng nhảy vào. Cầm vô ngồi xong tôi thấy tôi vô cả lớp đứng này, mặt thế lại. Học đến độ gần, có khóa thi mà không biết ông thầy là ai. Nhớ chưa, bỏ đắp lơ lên, tụi em nhìn kỹ là nếu tụi em tinh tế nhìn cái mặt này có khác gì chứ tụi em cứ nhìn thẳng đẳng như nào. Cứ nhìn hai cái mặt, hai cô nữ nhìn thẳng, nhìn thấy một tinh tế, chứ là lấy cái khác. Hình ảnh siêu âm, siêu em trai cũng vậy, đòi hỏi sự tinh tế đó. Đúng chưa? Thế còn tụi em nhìn, nhìn kỹ mặt khác, tụi em nhìn cái phân bố, giống như cái tranh vậy. Phân bố mạng hầu, hơi sáng, hơi tối, cái bố còn của nó. Cái đó gọi mọi sự thể hiện tâm trạng. Còn đây mới nhìn ư như nó rời chẳng. Rồi siêu âm gan trái mũi tên đỏ chỉ. Rồi dạ, thì đây là gan trái. Và dưới gan trái thì có khả năng nhiều nhất là dạ dày. Nếu nói dạ dày thì phải thấy hơi trong lòng dạ dày. Thấy hơi như vậy chứng tỏ đây là cơ quan dạ dày. Thì nhìn cái này là thành dạ dày không thể nào. Dày như thế, dày có thể cho nó co. Nếu là có co thì có lúc nó dạng. Chờ hoài các cái dạng cái gì cứ ung thư dạy đấy. Ung thư dạy đấy. Hiểu chưa? Mình hãy ung thư dạy đấy. Đầu tiên muốn xác định đây là một cơ quan gì. Sau khi cơ quan gì, bệnh lý gì cũng cơ quan không. Hiểu chưa? Rồi sau các túi mật cảm nghĩ các túi mật rồi bệnh nhân có hai tàu lấy nước thì tụng dịch không có cái gì đâu, nó đâu có cốt của túi mật còn sót lại đâu, cái này nó quặn ra phía trước mà phía trước mặt gan mà đúng không. C cấu trúc gì, cái này cắt chọc. Tại sao tôi biết cắt chọc, tôi thấy là chỉ trạng tĩnh mạch. Đây là tiền đuôi, đây là tĩnh mạch cửa. Chữ A là gan trái, chữ B là thân vị, hai dấu hỏi là móng móc. Chữ D là tĩnh mạch cửa chính, các dòng chữ C là tĩnh mạch mặt trên mặt trên. Ok, nhớ không? Tối mở ra nha, tôi cộng tin. Nói cái gì đó, mở ra. Các bạn hiểu không? Đầu tiên nói, quay nhắc lại. Mình phải biết dù không có cái đầu dò để đâu, body marker ở đâu, mình phải phân tích các dòng, các ngang để đâu, mình đọc từ cái viết cơ sở từ từ, hiểu chưa? Thì các dòng nên nó phải là tĩnh mạch mặt trên cạnh trên, không thể cái khác. Ngày xưa tôi học mấy hai chỉ cái gì, có thể bạn ngày xưa bây giờ nó dạy công tác như thế, ai yêu cái người kia, không thế. Ngày xưa học cái tự mò không có. Không nhờ nhiều khi mình tự mò mình mới lên tập. Còn nhiều khi người ta chỉ sẵn các bạn thấy cố gắng nắm bắt, người ta đi tắt bắt đầu của bạn không. Rồi hai hình tên này khác nhau là do đó gì? Nói là đại coi. Rồi một bên thì là mỉ, một bên thì là khô ráp. Đúng không? Ở đây là một tổn thương rõ ràng mịn quá bên giữa cái tổn thương biên giới này thấy không rõ. Bên này là thô ráp, có nghĩa là cái này thấy rõ, bắt đầu thấy được biên giới. Cái này khác nhau ở giải đọc DR, Dynamic Range. Vậy rồi, đúng không? Đã quên rồi. Mũi tên cấu trúc gì? Sở bằng túi mật. Đây là hạ thông tiền năm. C là tĩnh mạch cửa tay năm đối diện bên cơ quan, thì đây là tĩnh mạch cửa nhân phân tuyệt thảo tuyệt tăng. Chỉ rồi quá dễ. Để khảo sát rõ hơn phần sâu của gan thì những cái gì, dạ đây là bị những cái gì gan nhiễm mỡ, mà muốn cho thấy kỹ hơn rõ tần số xuống, hạ tần số xuống, nhiều như đang chạy năm xuống 3.5 xuống 3.2.7 đúng không?
tần số càng thấp thì độ xuyên thấu càng cao. Tổn thương gan phải, gợi ý luôn, bệnh nhân không phải dễ, không viêm gan dễ. Nhìn kỹ là người ta lo cho các bạn đây. Thì các bạn thấy cái mũi tên đỏ không? Đây là một sẹo trung tâm. Sẹo trung tâm thì mình lấy gì? FNH, tăng sản tiền nốt. Focal nodular hyperplasia. Để đi hết nửa đường thi rồi cái ông, cũng toàn. Có trong lớp không biết không? Tôi biết làm này ở đâu ra. Rồi tương tự cái này, không viêm gan, không sơ gan cũng vậy. Đây nha, nếu tôi nhìn kỹ rồi thì cái sẹo hồi nãy là màu phản âm dày, thì đây là phản âm kép. Đây cũng là phản âm kép. Có không? Có, cái sao cũng dễ đâu. Đời đâu có dễ. Tàu thị cũng có hai cái ốc, một cái ốc phía trước, cái ốc phía sau. Rồi tự về học bài không nói. Rồi mũi tên gì đó này là gì? Dây chằng đỉnh mặt. Dây chằng đỉnh mặt vậy thì nó có bệnh lý gì không? Đúng rồi, sơ gan mà sơ gan cái nghĩ vô rồi cũng rồi. Rồi mũi tên đỏ là gì? Hả? Rồi huyết khối bán phần đỉnh mặt được ta. Thêm con nữa nè, thêm con nữa. Em nói là nói là luôn cái khối bán phần lưỡi trái. Một câu hỏi đi, bệnh nhân không có tổn thương khung tướng cái khối này nghi làm thế ác đó. Mở rộng này một xíu để biết cái khối nào giống như nãy khối của tinh mạch chỗ dưới đó là khối ác đó. Khi em mổ ra cái khối giống như em tắc mạch, tắc động mạch cái khối đỏ của cái khối mà ung thư xong đó nó gọi đến khối trắng, nó là mô ung thư bụng bụng bụng, hiểu không? Như đầu cũng được. Còn cái khối như mà trắng là nằm trong lọ mạch, đây người ta kêu là thrombus, thrombus, nhưng mà không có nghĩa là nó là cục máu đông, nó có thể là cái khối chảy gọi là mô ung thư xong đó. Next, chữ next này á, nhiều người mấy số người vừa bắt sao tự nhiên đọc next, không phải cái gì đâu mà đổi ra. L. Rồi. Được chưa? Tiếp này, 1 và 2 là tinh mật. Cảm nghĩ. Ghi vô đề câu trả lời, em không nghĩ gì hết. Nghĩ gì? Câu đầu tiên, hai thằng không giống nhau. Câu thứ gì? Thì một thằng có bệnh. Cái thằng thành dày chắc có lẽ bệnh, mình học với mặt của thằng mỏng. Thành dày đều cân xích. Ung thư tuyến, rồi xong. Ung thư tuyến, phần này bình thường. Siêu âm gan, cảm nghĩ, nghĩ gì? Thấy không nghĩ gì hết? Thấy tự nhiên tĩnh mạch đang to, thành nhỏ, nhỏ thành to, to thành nhỏ. Rồi hội chứng Bert-Pierre. Có nghĩa là phát không được, nó nghẹt. Thấy không? Tĩnh mạch trên ngang nó bị to dần, nó đổ vô tĩnh mạch dưới, đúng không? Thấy nó bị bóp lại không? Tắc nghẽn không? Hội chứng Bert-Pierre làm cái gì về đọc bài không ai nói đâu. Sáng nay có một bác sĩ trong khoa bị hai chân chửi cái đồ bóp vậy. Mấy bạn đi làm cái em bị chửi gì bao giờ chứ? Thôi chửi hoài nghĩ sao cái đúng sai là nghe nó phản cảm đấy. Nó chửi xong ra làm rất nâng ra chúng ta mới dạ mời vô đi vậy. Không cứ gặp lãnh đạo khoa nó chỉ nói rồi nghe không làm thôi cho đi một năm rất là lên không vậy cho những vô gặp lãnh đạo khoa vô gặp tôi lại lấy được cái mời đâu chỉ nói. Nó
cái giấy tử cung cả trước cả sau, cả sau chu kỳ nào cũng tin về thì lập ngày thành những cái hành động này ba lớp về thì lập để ý thôi như vậy cái mô cổ đồng nghiêm mạc tử cung nó nói lên chu kỳ kinh từ cái nhất hai ba đó là các căn bệnh kính đó cảm ý. Rồi nghĩ gì anh em nghĩ gì siêu âm gan phải cảm thấy, dạ em thấy gan trong gan hình như có khoảng năm dày bốn lưng không rõ thì chứng tỏ là hơi bệnh nhân này dạ hay là do áp xe do cái trùng xe hơi tại sao không phải là hơi cái trùng mật dạ nó không ghi hiện rõ ràng cái cây trùng mật bệnh mật phải thay thế đóng cửa cái này nó bú xua hỏi bệnh nhân đau không áp xe do cái trùng xe hơi ca này tôi đặt cái xe vô giống như vừa đặt vô khi cái đó yêu ga xì hơn vừa rinh các thầy ngắm cái bạn nhớ không tay này khi đủ cái hạt vô có vẻ nó đúng phút không nó báo không nó nổ có vẻ ủa nó thiệt các bạn nào làm cái đầu cái đó không trời tin mất nhận nghiệp không nghĩ sao vô có vẻ nó phút mà nó nổ có vẻ tại vì cái thân ga lên hình như thằng con chết nó bị thương này hai đứa con bắt đổ xuống cái nhà vô nghe bởi vậy vô có lẽ mình đổ xuống nghe ngay đổ chết rồi hiểu chưa áp xe cho khi chồng sinh hơi đối với siêu âm hơi là những cái này hơi trong bụng hơi trong cái này rồi bệnh nhân sốt hay gì đó cái này có thể là micro upset những upset này nhỏ hoặc ví dụ như cái HIV rồi hoặc có thể là thêm cái HCC da ổ cũng được tùy theo cái bệnh cảnh nên khi các bạn ghi những thương tật rất là linh hoạt nhưng mà khi giải thích cho các bạn bệnh cảnh nó phong phú lắm cái này HCG tôi nghe nguyên phát cái này thận ở đây rõ ràng đây là cái con đường dày chỉ có cổ đai ung thư tế bào thận đối với ung thư tế bào chuyển tiếp ung thư niêm mạc đúng không dưới giống như dưới bàng quang thì nằm trong bể thận thì nó đổ thành chuyển của bể thận nhưng mình đổ cung mà cái bể nó để cái trong nó có cục vậy nó phải cung nó không thể nào nó không nằm trong cung đó thì là ung thư thận này qua cái gì nữa đoàn đại học ví dụ chúng tôi hiện nay đang kẹt ở phát triển sáng nay khác với đôi khoảng tương mừng luôn và tối hôm qua là tối ngủ cũng ngủ ngồi đây khác với bọn mình cho nhà dân phải ở qua đêm tối này là 4:30 sáng thì ba tới hôm hạ lên chạy đi đến cá xa bờ 10 giờ hôm nay là dọn dẹp bỏ phất luôn tôi tự động quậy tôi nào đông là nó quậy về cảm thấy phải vô nó quậy siêu âm nghe vị trí hạ âm thì xấu cảm nghĩ dạ làm sai với hạ âm thì xấu dạ hạ âm thì xấu thì em phải thấy thật trong trường hợp này em không thấy thật như vậy trong tình huống này là mình phải khôn khéo đúng không? Có nghĩa là gì bất sản thận nghe không có thận
kia là không ghi gì ghi nhận thật tại vị trí khảo sát, có thể là làm chỗ để làm biến đổi cái gì đó. Nhưng khi người ta đã tự ý rồi thả cũng thì sao không nghĩa mình phải cái tận lòng cái bóc chứ không có lận, thì chúng ta phải lưu ý xuống dưới đậu coi mặt thần móng lửa gì nó quyết nhớ chưa, chứ sau này là cơ gì cho các nhìn động nha. Lưu ý nhìn vậy đó, mấy người đau lưng số bệnh lý lao không biết là nó nằm đây nhớ chưa. Giảng cho mình các ngang lên A và B, A là phải, B là trái, C là tĩnh mạch chủ dưới, đây là cái U. Cái U gì mà gây giãn cho mình đó là CCC. CCC gây giãn cho mình rất ít. Vòng tròn cấu trúc gì? Ai giờ đây có bị quay? Lớp trưởng không? Ai là lớp trưởng? Rồi, trả lời được không? Chọn. Nói lại. Hả? Rồi, ngồi xuống lớp có. Lớp có. Lớp có. Một lớp có hả? Ở lớp có rồi, nó phải gì? Nhưng con chọn nó phải gì? Không biết hả? Ai biết? Đúng rồi. Động mạch ăn chung. Tại sao? Đây là tĩnh mạch. Mạch trên cạnh trên, đây là tủy. Đây là tĩnh mạch chủ dưới. Cái này đầu tủy thì nó là tĩnh mạch chủ dưới. Kia là phải cắt giống như con mấy năm này. Qua trái là lắp, còn phải còn mạch ăn chung. Cắt còn là chống tròn. Không ngạc nhiên sao phải đi số 1 nó liên tục. Cái này nói bao nhiêu lần rồi tụi em phải tưởng tượng, tụi em tưởng tượng không ra. Hôm nay nói lần trước vậy đã gần 2 tháng rồi không tưởng tượng được nữa. Có nghĩa là cái động mạch nó đi ra đúng không, mình cắt dọc cái động mạch cắt dọc. Tại sao động mạch cắt dọc mà không phải là mạch lắp, vì là mạch cắt dọc thì em thấy đầu vị, động mạch cắt dọc thì em thấy cái mạch cửa là nó có phải rồi, còn mà cái dung liên thấy tinh thần chủ dưới có phải rồi, có phải là bên trái rồi mà nó không biết. Hôm qua cuối tuần nhớ con đi chơi ra cái cảnh sát chở chặn đường tụng lưng lắm, cái ba sau chở cái ba còn cái cảnh sát không, mà lúc đó rồi là cảnh sát khổ rồi đi kéo cái hàng rào đó. Ba mình chở con ra đây còn kéo hàng rào luôn, chạy con mình có gì nhỉ? Không đi chỗ khác. Rồi mũi tên đỏ cái gì đó mà nãy mới nói xong. Hơi thẳng năm dày cũng tinh nhơ hơi đúng hết, nhưng cái này hơi được không? Để cái tinh phân thẳng ngang thẳng đối theo mạch máu. Còn mà để làm cái áp xe thì đâu có gì đâu, không có ở đâu cả. Đồng ý chưa? Ôi à, chứ không mà quay không nghĩ thế đâu. Rồi cái điều quản là nội thần bên trái. Có nghĩa là cái gì thỏa đó, đi vô thần bằng quay. Chỗ mà điều quản nó cắm vào. Đấy là gì? Đúng rồi, Mirizi quên rồi. Học chưa có nghiệp mà trả chữ cho tôi hết rồi. Mirizi là sỏi vùng cổ phễu túi mật gây ra giãn động mạch trong gan. Quan trọng nè. Đập. Này khác nhau là gì? Hả? Khác nhau là gì? Rồi về thử. Cái này em giải thích. Có thứ phải giải thích rồi, có thứ phải tự tìm hiểu. Hai này khác nhau là gì?
biết cái này là gì. Không, nói không với tự biết về tự hiểu. Hai này khác nhau do gì? Về bài luận đi. Đó là vài thứ vậy thôi. Tự mình thì nếu là cho biết đề thi là nhiều rồi. Siêu ngang ca này mới phải khám sáng ai luôn. Tên Nguyễn Thị Tấm, nhà ở An Giang. Cái khám, cái khám được sáng đi. Hẹn 6 tháng rồi. Ca này xin tiếp luôn rồi. Thế mới dương được không? Nếu là em bên dương thì em phải để là A chỉ biết cùng tức là không điện nữa. Đúng không? Bên cạnh em bên dương chúng ta nói như vậy. Nhân viên của em bên dương này phải để điều đó. Em bảo vệ em ấy. Đúng không? Không điện nữa. Rồi để em bên dương em để điều đó. Cái này em xài đấy. Cái này là em bên dương. Đây là A điện luôn. Bây giờ không có dễ nuốt thì các bạn luyện lên hỏa hầu rồi với chứ các bạn cứ làm như làm dễ à, không dễ thế nào. Cái này các xe ra sát khá đúng hay sai để đi ngược lại thế nào là hình ảnh các xe ra sát khá. Nếu mình biết các hình ảnh đi hình các xe ra sát khá thì cái này mình nói không phải các xe ra sát khá. Hiểu đi, này không phải để thế nào sẽ ra sao phải thế nào tổn thương căn phải là gì nghĩ đi nghe thấu hiểu hả nghe thấu hiểu cái tiền tử mà nó chỉ miệng nó thôi cái tiền thực hành cái trực tiếp hỏi chỉ cấu trúc trên màn hình thôi thôi cấu trúc dây chằng trên mặt đâu siêu phẩm đứng hình dạ chỉ cần nó hát xe ca này chẩn đoán siêu âm tới mật mũi tên đầu tiên chỉ một sỏi mũi tên thứ nhì chỉ thành dày đều có khoảng 5 dày vậy là sỏi tới mật cộng với ung thư tuyến xong các bác sĩ cho coi luôn đọc ra có làm gì vậy không bây giờ có câu là một cái ở cái bài này các con đều biết rồi. Tiếp mũi tên ngắn mũi tên dài là dễ nhận chọn. Mũi tên ngắn là gì? Đúng rồi, rắn liên từ chính chính phục cái này biết rồi. Hỏi hỏi cái này cũng phải biết. Hỏi hỏi cái này bắt buộc phải biết. Hỏi hỏi cái này cũng biết đúng không? Yếu tố dịch thể nào lưu ý trong bệnh lý tứ mật này? Câu hỏi đổi lại bệnh nhân bị tiểu đường vậy chưa? Mấy ông chưa từng đi học sao bài này dễ hiểu hơn không? Vui hơn không? Đỡ buồn ngủ không? Không đứt dậy ngủ dữ không? Rồi, dấu hỏi để mình sợ những cái gì mình biết. Thế là động mạch trung bụng tại vì thành dày, hậu kích rất là đều. Thấy cái đường đi đó là dạng cái tĩnh mạch mạng trên sàn trên. Một cái thứ nó chui giữa hai cái đó là tĩnh mạch thận. Rồi cái bạn bà xã hội như thế nào được cho dễ các bạn. Nó nhìn chơi, mệt là mệt, tay ra, không có mệt đầu. Nó là mình nếu làm nhiều mình tay tay chân hợp hợp tông quá trọng hợp mà đó chúng đó là bắt đầu xuống núi được rồi chúng đó là rong dài sắp chết dài với hỏa hầu thì sắp chết với đạt từ đổ như sao vậy các thầy sư với siêu âm cho một thầy cái ai các bạn nhiều người trẻ có một số người thầy phi dung các
suy nghĩ dùng chuyên ngập thơ hôm nay em răng lên thắt thì được biết câu nhà nên tôi và cùng thời với thầy Nguyễn lớn hơn thầy Nguyễn 2 năm, thầy Nguyễn thì chết rồi, thầy hối với tôi cũng ngang nữa, nhưng thầy hối hôm nay là không nhớ, tôi thì còn nhớ nhưng mà đấy không nói dạ, thầy 90 rồi thầy đổi gì nữa em này. Dạ, thì chuyện chúng ta giờ ai thầy đó không? Rồi tiếp nhá, nghe nhá, khí quản cơ bắp da cổ cơ trong chấm trong mặt cảnh cơ lô tha cơ cổ dài thực quản mũi tinh sáng của mũi tinh đỏ mũi tinh xanh. Mũi tinh xanh là gì? Mũi tinh đỏ chỉ chúng ta là đi là sỏi thì đây là đường mật trong gan phải giãn, nó giãn có sỏi là giãn. Người ta hỏi mũi tinh xanh cái đó là mũi tinh đỏ, em đi ghi nhận là gì? Giãn đường mật trong gan phải, được chưa? Anh giả về tự coi. Thế các bạn làm cái này mà các bạn làm giỏi á, sau các bạn thêm thì nhiều hơn các bạn thi kiến thức bật lóc, kiến thức dài. Làm này thì vẫn tìm đề bài đọc câu được không? Làm sao tới sao lui ra mặt mù luôn, lắc lư luôn tàu trôi luôn không biết gì hết. Lên tập đề. Rồi ngược lại để cùng ngày trước dòng T đúng không? Cái dòng này là căn nguyên của phụ nữ chết nhiều. Tại sao? Tại sao người ta kêu phụ nữ nông thôn chết nhiều hơn đàn ông? Đặt cái dòng này ra cày cái trong cái tên chết đó. Ở bên trời về đỏ không được người phụ nữ lắm, đúng không? Cái bà cái bà cái bà đồng á, cái dòng ra tổng đích lên cái xe bánh xuống bát bạch kẹt á, mấy ông con bói vậy. Mà nói mày chơi vui ra thì mang chuyện hay hỏi đâu gì hết, chương trình đánh chọc quốc gia hồi nãy có cái Duy nói gì chết. A là đấy, B là thân, đúng không? Hai là C là cổ, thường năng nam bố xuất hiện ở đây. Đây là vòi trai này, âm đạo. Thấy cái đường này, cái đường cái lớp giữa hai cái lớp niêm, chữ F là trực tràng. Nghĩa là F là trực tràng. Phía sau âm đạo là trực tràng. Nên mấy người chưa có thể tình niêm là sau đó cái này, đúng không? Đây tổn thương em thành ẩn tay bả để trên sai phá ái toan để đây 42% này thì nay có nghiên cứu rút này đây quê em miền Phú Yên Quảng Ngãi là miền công nghiệp Khánh Hòa. Chứ ông nghe thấy u không à, tức là phía dưới động mạch bụng đây là các sinh sĩ đạo. Mũi tên đỏ cảm nghĩ nghĩ gì? Đây là tĩnh mạch bình thường, cái này huyết khối nhé, là 18 đây là tứ mạch. Khi có cái khối nó giãn to ra còn tính như vậy, còn này không tính nhỏ bình thường, đúng không? Nên khi các bạn đánh giá như là một cái HCC mà nó có cái khối này thì là BCOCC, người ta giai đoạn tiến xa, nhiều khi CT thấy được chưa ông bên trái con này nghĩ gì? Vùng đen không nhiễm mỡ, đó ha, vùng đen không nhiễm mỡ.
thầy Nam biết. Đúng rồi. Dạ, đây là dây hình tròn. Thầy Nam biết dây hình tròn trong gan của em thấy tụy tụy cũng như tóc hay là hạ một tiền bạc. Đây là làm ví dụ thì hắn chết cái là nhớ cái nhớ ví dụ nhớ ví dụ. Người tôi là người hay mơ tối nào cũng một ngày có gì suy tư là tối mơ, mà mơ là cảm giác mơ là giống như là một cái gì á, là tối là mơ thì có tối tôi mơ. Thế là bà vợ tôi bà hay rình tôi nói gì thì cái ngày hôm đó là cái con là rất là to nhưng mà cái khu cũ là cái người ngồi ngoài thấy cái màn làm cái màn hình nó sáng cho con được. Tôi bực quá là bỏ cái màn xuống, kéo màn xuống lại, thế là tối lại cái giận trong chuyện tối là ngủ nửa đêm rồi kêu kéo màn xuống. Lúc la to thì tôi thức rồi, cái bà xã tôi nằm bên cạnh, cái bà quay vào này kéo cái màn nào mà hỏi cho tôi trả lời là tôi tỉnh rồi, tôi biết rồi, tôi mơ nó rồi. Tôi nói may quá không kêu cái kéo buồn. Tôi quay qua cô bà nội ngủ với bà rồi đây nghe cái chuyện đó mình la ngày mà cũng đêm đó còn theo cái hầu luôn. Mình tập anh may của anh kêu kéo buồn xuống kẹo món kéo buồn nào của ai rồi. Rồi tính mặt tận trái chủ bộ mặt treo tầng trên, tỉnh mạch lấp hợp lưu tĩnh mạch chủ dưới thân tủy gan hạch thì ba và dây chằng tròn. U là tuyến như là tĩnh mạch hai ngang số hai động mạch chủ bộ số một tĩnh mạch chủ dưới hai chữ B là cơ ảnh bụng và mũi tên số 3 đó là nhóm mối dạ dày khoảng trên mặt mặt cắt ngang. Được chưa? Thấy được tĩnh mạch chủ dưới mũi tên đỏ chiếm định là tĩnh mạch ngang trái cắt dọc. Thấy được túi mật cắt dọc thì thấy được tĩnh mạch ngang giữa. Thấy được thận cũng là tĩnh mạch ngang phải. Được chưa? Rồi thấy được tĩnh mạch phía dưới là tĩnh mạch ngang trái. Thì đây là tĩnh mạch cửa trái và đây là hợp lưu. Hai, còn lại 4, 8, 7 và 5 do đây là tĩnh mạch cửa. Ok. Đây là cửa sổ đấu sắc tim. A là gan trái, đây là gì? Thất phải, nhĩ phải, thất trái, nhĩ trái, cửa sổ tam giác. Mũi tên đỏ, người ta ghi chú tĩnh mạch động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới, nghĩa là ở ngược chúng ta. Đúng không? Hai cái nằm ngược lại thì nằm ngược thì người ta đã ghi chú cho các bạn rồi, thì nghĩa là dây chằng tĩnh mạch trên bệnh nhân đã ngược chúng ta. Câu hỏi dạ dạ tụy gan và chủ bộ cái này mới chỉ xong 71 dây chằng tĩnh mạch tôi nói về dây thực quản cầu tụy có hai cái ống nhớ chưa hợp lưu về từ tiền. Chữ C, A, C, động mạch thận phải xuất phát từ vị trí khoảng 10 giờ. Động mạch thận phải, tĩnh mạch thì nó không có khẩu tính nó đều được, đúng không? Tổn
thương gan. Khi mà có cái viền ở ngoài cũng như là tổn thương hắc xe tủ hoặc là cái ổ bụng dịch tủ, nghĩa là mình bôi má cái thạch hắc xe tủ hoặc là bụng dịch tủ, cái ngang cuộc sống ngang gốm, đây là thận trái thận phải phim xử lý dịch, đây là thận móng ngựa, thận móng ngựa. Khi siêu âm thận hai bên mà thấy thận cái kỳ kỳ đó, thấy thận dưới cho nên tấp tấp và chuyện đầu tiên thì kia là dưới dưới nhau, thận từ dưới đầu đi lên, sinh dục từ trên đi xuống, nghe khi đi lên nó lên chưa nó chưa tắt ra được thì nó dính nhau, thận muốn lửa, nên cái giác thì biết rồi, đục u, mình phía dưới thì mình gan trái, mình gan giữa thì mình phải để u thận thì ta. Cái bao cứ mập dày, chỗ này bình thường, chỗ này dày đều, ai dày ai bên luôn, thế là ung thư tuyến. Nhìn cái gì mà cân sức nó đều rồi. Thấy chưa, u gan, thấy nó viên môi không, nhìn nhấu halo không, rồi ung thư di căn, ung thư phổi di căn. Này là gì, thành cái mập dày, dày gió gì, dày trường học. Hồi nãy thành cái mặt dày gần đầu bài nó hay nói gì? Cho ăn. Còn này cho thời gian. Cái đầu tiên là sau khi ăn cộng thành mặt dày được. Có cái 3, 4, 5 gì đó. Đúng không? Có cái câu đầu tiên á. Thì ở lộn bài mà thấy dụng cái nó nói một nào. Thôi hết. Bài lâu cho mấy bạn một bài, tôi còn một bài lớp hàng nữa thì sẽ giảng thêm 100 câu như vậy nữa, nhưng mà toàn là bệnh lý thôi, này vừa có bệnh lý thì còn theo không có bệnh lý được đáng chút. Thế giờ thi lần hai nhắc lại toàn bộ là liên quan tới bệnh lý, bây giờ một số bệnh lý các bạn có rồi đó, gan hạ xe hạ tội ung thư các loại, CCC có, HCC có, làm xe có, đúng không? Thì men giờ men gan thì cần nát cao thì hơn gì đó, thận lớn lắm. Quay kỹ, có hỏi gì không? Xử lý từ gan chưa?